chào mừng mọi người đã quay trở lại với các channel của Linh. Như Linh có hứa với cả mọi người trong video mà mình review 4 cái loại kem chống nắng tone up đang hot ở bên Hàn lần trước ấy, thì ngày hôm nay Linh sẽ hướng dẫn với cả mọi người cách mà Linh tạo ra cái kiểu trang điểm không sử dụng tới bất kỳ một giọt kem nền nào trên da cả. Linh nghĩ là cái kiểu trang điểm này thì sẽ đặc biệt phù hợp để sử dụng cho mùa hè này, hoặc là với cả những bạn nào mà không hay sử dụng make up cho lắm, hoặc là mọi người không thích sử dụng kem nền trên da để trang điểm hàng ngày, thì nó sẽ đặc biệt rất là phù hợp để giúp cho làn da của mình cảm giác được thông thoáng và thoải mái hơn vào mùa hè. Thế nên là mình sẽ không nói nhiều nữa, bọn mình sẽ bắt đầu luôn vào cả video ngày hôm nay nhá. Bắt đầu thôi. Anh nhân các bác, Linh mới tắm xong, thế nên là mình vẫn còn đeo băng đô và tóc mình thì vẫn còn khá là ướt xíu nữa, thì mình sẽ get ready về phần tóc sau. Nhưng mà trước khi bọn mình vào với cả phần trang điểm của ngày hôm nay á, thì Linh sẽ đi qua nhanh những cái sản phẩm skincare mà Linh sẽ sử dụng trước khi mà bọn mình trang điểm. Sáng ngày hôm nay Linh dậy á, thì Linh thấy là mình bị mọc mụn đây này, ở đây này, với cả ở bên này nữa. Dạo này Linh hay bị mọc ở thái dương, thế nên là Linh cảm thấy cũng khá là may mắn, bởi vì nhờ vậy thì mình sẽ show được với cả mọi người cái skincare khá là nhanh gọn của Linh mỗi khi mà Linh mới bị break out. Và Linh cũng có thể show được với cả mọi người là cái EMA Sunscreen Cushion của Shimonara này, thì cái độ che phủ của nó sẽ tới đâu khi mà da của mình bị mụn, hay là da của mình có những chỗ mà nó vẫn đang láo mịn ý. Đầu tiên thì Linh sẽ sử dụng toner. Cái loại toner mà Linh đang sử dụng thì nó thiên hướng về toner dạng tẩy da chết hơn. Để sử dụng em này thì Linh sẽ dùng một cái miếng bông tẩy trang như này, xong rồi mình sẽ xịt đầy với cả bất kỳ một cái loại nước xịt khoáng nào cũng được. Sau đấy thì Linh sẽ đổ ra một vài giọt Biologic Lotion P50. Mỗi khi mà Linh bị mụn hay là không bị mụn thì Linh vẫn thường xuyên sử dụng em này, đặc biệt là vào buổi tối. Hồi đầu khi mới sử dụng em này Linh không biết đó, thì Linh hay miết trên da như này, nhưng mà sau đấy thì mình có xem lại hướng dẫn với cả có các bạn follow khác đã từng sử dụng, hướng dẫn với mình là nên dặm như thế này hơn, bởi vì thực ra thì em này nó cũng đã có tác dụng là kiểu tẩy da chết ở trên bề mặt da ấy, thế nên là mọi người chỉ cần dặm thôi là nó cũng có tác dụng rồi, và nó cũng sẽ tránh gây kích ứng cho các bạn nào mà da hơi kiểu nhạy cảm quá. Tiếp theo thì là kem mắt. Dạo này thì Linh đang sử dụng em kem mắt của Sumasu có tên là Bloomstay Vitalizing Eye Cream cùng với cả cái tool mà nó đi cùng này. Từ hồi mà Linh có cái tool này, Linh cảm thấy là Linh chăm bôi kem dưỡng mắt hơn vào buổi sáng và buổi tối, thì mình chỉ cần nhấn vào trong này, xong mình lấy một xíu sản phẩm ra, xong rồi mình sẽ vuốt vuốt nhẹ ở trên mắt như thế này. Em này siêu thơm luôn ý, mà kiểu cấu tạo cực kỳ thích. Linh còn dùng chung cùng với cả bạn Bloomstay này mà dạng kem dưỡng. Nhưng mà ngày hôm nay bọn mình sẽ không dùng cái đấy, bởi vì là hiện tại da của mình đang mụn ý, thế nên là mình sẽ dùng một em khác. Và những lúc mà Linh mới break out thì Linh sẽ sử dụng thiên những cái sản phẩm mà nó có hướng là làm dịu nhẹ da của Linh hơn. Thế nên là bây giờ thì Linh sẽ sử dụng thêm em I'm From Mugwort Essence. Linh sẽ vỗ vài giọt ở lên trên da. Bạn này thì là kiểu essence chiết xuất ngải cứu, thế nên là nó có khả năng làm dịu nhẹ da của mọi người rất là tốt. Linh cũng sẽ đổ vài giọt ra để bôi lên cổ. Ngày hôm nay thì bởi vì mình bị mụn, thế nên là mình sẽ sử dụng em Everclear Duo cộng này. Bạn này thì mọi người có thể dùng trên những cái điểm mà mọi người bị mụn, nhưng mà Linh thì Linh sẽ bôi toàn mặt luôn. Thế nên là mình sẽ tán đều ra ở 5 điểm ở trên mặt. Nó sẽ giúp cho mụn của mình ấy, nó bớt bị viêm và bớt bị đỏ. Và nó cũng sẽ giúp cho những cái nhân mụn này của mình ấy, nó gom cồi nhanh hơn, và nó không bị kiểu viêm nhiễm da đỏ và sưng tấy thêm nhiều. Nhưng mà như Linh có nhắc ở trong cái video lần trước, Linh review 4 em kem chống nắng tone up, thì nếu như mọi người vẫn có những cái hoạt động bên ngoài trời nhiều, hoặc là tiếp xúc nhiều với cả ánh nắng mặt trời á, thì mọi người vẫn nên bôi thêm kem chống nắng, những cái loại mà nó có thể bảo vệ da của mọi người khỏi cả tia UVA và tia UVB. Ngày hôm nay thì Linh sẽ sử dụng em Clear Soft Airy UV Essence. Bạn này thì broad spectrum, thế nên là nó sẽ bảo vệ được mình khỏi cả tia UVA và UVB nhá. Rồi bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ chill chill một chút để tất cả những cái bước skincare này nó được thẩm thấu hoàn toàn vào trong da, thì cái lớp makeup của mình á lên nó sẽ nhìn mướt và mượt hơn trong ngày. Trong lúc chờ skincare thấm thì khoe với cả mọi người một chút, Linh mới nối lại mi ấy. Lâu lắm rồi Linh không nối mi, nhưng mà đợt này thì tiệm của mình mới nhập về một cái loại mi mới là Mink Lash, kiểu dạng là mi trồn ấy. Em này thì nó sẽ vừa tự nhiên này, sợi vừa mỏng mà nhìn nó kiểu vừa đen ấy. Thế nên là Linh hôm nay test thử mình kiểu thấy siêu ưng luôn, cực kỳ nhẹ, không có cảm giác là mình đang gắn cái gì ở trên mắt hết á. Bạn nào mà trong khu vực phía Nam á thì hãy ghé qua D-Nails để nối thử cái mi này nhá. Đầu tiên thì Linh sẽ sử dụng em Shimonara Oxygen Water Tone Up Sun Cushion. Bạn nào mà xem video lần trước của Linh thì biết là đây là cái loại tone up cushion mà Linh thấy kiểu ưng ý nhất. Bạn này như Linh có review hôm trước á, là cái màu của nó sẽ không kiểu tiệp hẳn vào da của Linh đâu, bởi vì dù sao thì da của mình nó vẫn khá là kiểu trung bình ấy. Bạn nào mà da trắng thì có thể yên tâm đánh luôn mà không cần kiểu cảm giác là nó không tiệp vào với cả da, và mọi người cũng sẽ không cần phải sử dụng đến cái sản phẩm để shading. Nhưng mà dù sao thì Linh thấy đây là một cái loại tone up cushion mà nó cảm giác là tự nhiên nhất,
ở trên da của Linh từ trước đến giờ. Nếu như mọi người muốn thì mọi người có thể giảm thêm ở dưới cổ. Nói chung là bản cushion này thì Linh thấy là nó rất là tiện để mọi người có thể giảm lại ở trong ngày. Đây thì đây, với cả lớp đầu tiên thì như mọi người thấy là hầu như những cái nơi ở chính giữa mặt Linh á, mình không có bị mụn nhiều và không có nhiều khiếm khuyết thì nhìn nó khá là tự nhiên. Nếu như mọi người bị kiểu vết thâm đậm như thế này hay là vết mụn mới lên này thì nó sẽ chỉ che phủ được khoảng tầm Linh nghĩ là khoảng tầm 40-50% cái vết mụn đỏ này, và cái vết thâm thì hầu như là sẽ không che được đâu. Nói chung là xíu nữa thì bọn mình sẽ giảm một xíu kem che khuyết điểm ở những cái chỗ cần thôi. Bọn mình sẽ hạn chế sử dụng kể cả kem che khuyết điểm luôn. Nói chung là Linh sẽ chỉ dùng những cái chỗ nào mà mình cần che lắm lắm như cái chỗ mụn đấy. Còn lại thì Linh cảm thấy rất là happy với cả cái phần nền của Shimonara. Sẽ sử dụng em The Same Cover Perfection Tip Concealer để Linh chấm một cái rất là nhẹ ở ngay trên những cái điểm mụn mà mình muốn che thôi. Mình sẽ tán luôn cùng với cả ngón tay đi cho nhanh. Tiếp tới thì mình sẽ sử dụng phấn phủ. Phấn phủ ngày hôm nay mình dùng em Hourglass Diffuse Line. Mọi người hoàn toàn có thể sử dụng bất cứ một cái loại phấn phủ khác mà để kiềm dầu nếu mọi người muốn. Tại vì da của Linh dầu á, thế nên là Linh vẫn muốn sử dụng phấn phủ. Nếu bạn nào mà da khô thì mọi người có thể bỏ qua bước này. Dạo này Linh hay kẻ lông mày cuối cùng á mọi người nhé, không hiểu tại sao á. Dạo này Linh thích kiểu đánh phấn má trước xong rồi đến đánh mắt xong rồi cuối cùng Linh mới kẻ lông mày. Ngày hôm nay thì mình muốn sử dụng em blush của MAC có tên là Burnt Pepper. Cái Shimonara này nếu mà mọi người không sử dụng thêm phấn phủ ấy thì nó cũng để lại một cái lớp nó khá là semi matte, tức là nó hơi bán lì và nó vẫn có cái độ bóng tự nhiên nếu như mọi người muốn da trông nó kiểu ửng khỏe. Và khi mà mình sử dụng cái em Shimonara này này để làm thay cho phần nền ấy thì mình có thể thoải mái tự do cả ngày luôn ấy mọi người. Mình cảm thấy là da của mình nó rất là thông thoáng, và kể cả đến chiều tối nhá, mặt mình dù có bị hơi đổ dầu một xíu á thì nó cũng rất là tự nhiên và mình cảm thấy là kiểu chả bị trôi đi cái gì trên mặt cả. Thế là mình thấy là cái hạn chế sử dụng kem nền cũng khá là hay, đặc biệt là nếu như mà mình tìm được một cái loại kem chống nắng thôn up mà nó phù hợp như là em Shimonara này. Ngoài ra thì mình cũng sẽ lấy thêm phấn má, sau đó mình sẽ quẹt một xíu ở phần trán như thế này, bên này nữa. Cái tips này thì mình thấy là khi mà mình đi make up đám cưới của mình ấy, mình book anh Tú Tạ thì thấy anh ấy hay đánh cái phần má lên trên này, và mình cảm thấy là nó cũng sẽ khiến cho cái tổng thể màu sắc ở trên mặt á, nó gọi là được đồng đều với cả nhau. Đấy, mọi người chỉ cần đánh xíu xíu, giảm xíu xíu thôi, đó. Phải nhẹ qua, qua mũi, qua mũi, qua mũi. Bây giờ thì sẽ tới phấn mắt nhé. Ngày hôm nay mình sẽ sử dụng bảng phấn mắt mình mới mua hôm sale đợt trước. Mình có khoe cả mọi người trên Instagram story rồi. Đây là em Mercy by the Beach Shadow Palette. Nói chung ở đây cái kiểu make up của Linh hàng ngày thôi, nên là chả có gì glam lắm đâu mọi người. Linh sẽ sử dụng cái màu nâu nhạt nhất ở đây để Linh đánh lên toàn bộ bờ mắt. Màu này nó hơi kiểu như là màu nâu pha tí nhẹ cam đất, nhưng mà rất là sáng ấy, thế nên là không bị quá là đậm màu, và mình có thể sử dụng em này để mình tán lên toàn bộ bầu mắt của mình được. Tiếp theo thì Linh sẽ sử dụng cái màu nâu nhũ đậm hơn ở đây, và mình sẽ đánh ở vào hốc mắt của mình để cho nó nổi và nó có thêm xíu nhũ cho xinh. Bảng mắt này của Mercy thì mình thấy là nó là một cái bảng màu mắt rất là dễ sử dụng với những cái màu khá là cơ bản. Đẩy độ pigment màu lên Linh thấy cũng rất là tốt, dễ blend, dễ lên màu cũng rất là rõ nữa. Mặc dù vậy thì mình mua cái này lúc mà nó sale á, Linh thấy nó cũng hơi đắt so với cả đồ của Mercy. Đối với cả kiểu này á thì mọi người hoàn toàn có thể săn được của Colourpop. Colourpop mà lúc mà sale á, mua chỉ có khoảng tầm 450 thôi. Mà đánh thì cũng kiểu như này này, có khi có những màu nó sẽ đặc biệt và xinh hơn á. Thế nên là Linh thấy là bảng mắt của Mercy bán hơi bị overpriced. Mắt Linh ngày thường Linh đánh siêu đơn giản thôi mọi người, hầu như là Linh chỉ đánh hai màu như thế thôi, nhưng mà hôm nào mà mình muốn kiểu như nó extra hơn á thì mình sẽ đánh thêm cái phần nhũ này của Cleo Prism Air. Màu của mình sử dụng thì là màu Ocean's Crystal, đại loại nó là một cái màu kiểu phấn ngọc trai. Lúc mà mình quay thì mình hay đánh cả cái nhũ đấy xuống ở phía dưới này luôn. Vì đã có lông mi ở trên rồi, thế nên là Linh sẽ dùng mascara FMGT 2-in-1 Curling Mascara mà cái đầu nhỏ hơn ở phía dưới để mình đánh ở hàng mi dưới thôi, cho nó kiểu cân á. Từ nãy giờ mọi người có thể thiếu cái gì không? Kiểu siêu thiếu luôn ấy. Đó chính là cặp lông mày của Linh. Đúng là kiểu không có lông mày là nhìn nó khác hẳn luôn. Dạo này thì Linh rất là hay sử dụng em Eclipse Natural Slim Fit Auto Eyebrow. Bạn này dùng là Linh không cần phải mua em Anastasia's Brow Wix nữa, bởi vì nó kiểu Linh cảm thấy là tương tự luôn rồi.
Wow, nhìn khác hẳn luôn mọi người. Ok, sau khi mà mọi người đã kẻ lông mày xong á, thì Linh sẽ sử dụng Benefit 24 Hour Brow Setter. Em này thì nó là một cái dạng gel trong thôi để bọn mình có thể kiểu kéo cái lông mày lên cho nó vào đúng chỗ, và nó sẽ giúp cho cái lông mày của mọi người lâu trôi hơn, đặc biệt vào cái thời tiết trời hè như thế này. Trời ơi, kiểu không dùng nền á, nó rất là nhẹ mặt luôn. Mặc dù Linh là một người rất là thích dùng kem nền. Tiếp theo thì Linh sẽ dùng tới cả em Romance. Linh quên mất tên rồi, Linh sẽ để tên ở đây. Nhưng mà màu của Linh dùng là màu số 2. Bạn này thì Linh đang rất là thích luôn ấy, để dùng contour cho mặt. Bởi vì không hiểu sao ấy, những cái màu ở trong này này, nó cực kỳ hợp với cả da châu Á luôn. Bình thường khi mà mình sử dụng những cái phấn như này của nước ngoài ấy, thì đôi khi nó sẽ bị hơi vàng quá, bị nâu quá, bị kiểu nói chung là không match với cả màu da của mình. Thì nếu mà mình sử dụng á, để contour quanh mặt, để shading quanh mặt, thì mình sẽ trộn cả hai màu nó lại như nhau như này, và mình sẽ đánh vào hốc má này, quanh diềm trán và quanh cái jawline. Ok, riêng với cả phần sống mũi á, thì Linh sẽ chỉ sử dụng cái màu nâu nó nhạt hơn ở khu vực này thôi, và Linh sẽ shading cho cái sống mũi của Linh, nhìn nó sẽ thon gọn hơn rất là nhiều. Trời ơi, mọi người nhìn này, lớp nền kiểu siêu xuất sắc luôn. Mặc dù là nó sẽ không che được hết tất cả khuyết điểm đâu, mà mình nghĩ là đối với cả mình bây giờ không nhất thiết là phải che hết tất cả, tất tần tật mụn miếc với cả vết thâm trên mặt. Đại loại là mình có thể embrace được cái làn da của mình hơn. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng son môi của YSL mới. Linh chưa có lên swatch cái này nữa, mà tại đây Linh đang test cái này và Linh rất là thích, nên là Linh sẽ dùng luôn trong video ngày hôm nay. Em này thì là YSL Tattooed Lip Cream thì phải. Màu của mình sử dụng thì là màu 211 mọi người nhé. Wow, và Linh đã làm xong makeup không sử dụng kem nền đấy mọi người. Bây giờ Linh sẽ đi sấy tóc, làm tóc, nhấn mí và quay trở lại với cả mọi người rực rỡ hơn bây giờ. Ta-da! Và đó là tất cả của video ngày hôm nay rồi. Linh rất là cảm ơn mọi người vì đã dành nhiều thời gian để xem video ngày hôm nay cùng với cả Linh. Và tất nhiên là bọn mình không thể nào mà cảm ơn tay không được, đúng không? Ngày hôm nay thì Linh sẽ có giveaway dành cho các bạn, đó chính là em Shimonara Oxygen Water Tone Up Sun Cushion. Mình sẽ có 3 phần quà dành cho 3 bạn may mắn, 2 ở trên YouTube và 1 ở trên Facebook, để mọi người có thêm nhiều cơ hội trúng phần quà này hơn nhé. Nếu mà mọi người muốn tham gia thì mọi người hãy mở phần description box ở phía dưới để đọc thể lệ và tham dự vào cái giveaway lần này. Nhỡ đâu mọi người sẽ là một trong 3 bạn may mắn để trúng được cái hộp Shimonara Sun Cushion mà Linh đang cực kỳ yêu thích này đây thì sao? Thực sự thì cái hộp này Linh sẽ phải order lại ở bên Hàn về, thế nên là Linh mong nó cũng sẽ về kịp lúc khi mà Linh thông báo các bạn winners cho giveaway lần này nhá. Anyway, mình nói hơi nhiều rồi. Mong là mọi người sẽ thích video ngày hôm nay, và nếu như mọi người thích video này thì đừng quên nhấn like để ủng hộ video của Linh, giúp Linh có thêm thật là nhiều động lực để tạo ra các video hay hơn nữa trong thời gian sắp tới cho mọi người. Còn bây giờ thì Linh sẽ phải tạm dừng video ngày hôm nay tại đây nhá. Hẹn gặp lại mọi người vào trong các video tiếp theo trên channel của mình. Bye bye.